Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chuyên mục Kinh tế và Hội nhập của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chuyên mục Kinh tế và Hội nhập tuần này sẽ tập trung vào chủ đề: Nghị quyết 41 năm 2023 của Bộ Chính trị là kim chỉ nam để Việt Nam xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới. Mỗi một doanh nghiệp, doanh nhân đều nỗ lực nâng tầm để hội nhập toàn diện vào sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế hiện đại. Và ngay sau đây, kính mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết của chương trình, bắt đầu bằng tiểu mục KT07. Thưa quý vị, chúc Tết các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp nhân dịp đầu xuân mới đã là thông lệ của lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Qua những hoạt động thăm hỏi này, chính quyền tỉnh mong muốn đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng phát triển mạnh mẽ và cũng mong muốn doanh nghiệp và chính quyền cùng đồng hành xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giàu đẹp. Và đầu xuân mới này, đoàn lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh do ông Phạm Viết Thanh, bí thư tỉnh ủy dẫn đầu đã đến thăm và chúc Tết các doanh nghiệp, hội viên hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngày 15 tháng 2, tức ngày mùng 6 Tết, ngày đi làm trở lại đầu tiên của tất cả các cơ quan đơn vị sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đoàn lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh do ông Phạm Viết Thanh, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đến thăm và chúc Tết hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Gặp mặt đầu xuân với hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa trong đầu xuân mới, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đặt kỳ vọng mới vào đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân hiện đang chiếm tỷ lệ 98% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chính quyền tỉnh mong muốn mỗi doanh nghiệp, doanh nhân đều vượt qua những khó khăn thách thức, khẳng định nội lực, nâng tầm doanh nghiệp, cùng tỉnh xây dựng và phát triển nền kinh tế phồn thịnh. Năm 2024, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đặt ra nhiều mục tiêu tăng trưởng mới, đầu tư quyết liệt vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật, kết nối giao thông thông suốt trong khu vực, nỗ lực thu hút các nguồn lực vào nền kinh tế. Và đây là cơ hội để các doanh nghiệp, doanh nhân nhỏ và vừa tận dụng những tiềm năng, thế mạnh của Bà Rịa Vũng Tàu, xây dựng doanh nghiệp phát triển xứng tầm. Tôi nghĩ rằng là với tiềm năng, lợi thế của Bà Rịa Vũng Tàu, chúng ta mạnh dạn, chúng ta có tham vọng để chúng ta trở thành những doanh nghiệp lớn, chứ không phải chúng ta chỉ hài lòng là chúng ta nằm trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là chắc có lẽ đòi hỏi của mỗi một doanh nhân, mỗi một doanh nghiệp trước ban chấp hành. Ban chấp hành làm sao chúng ta không còn vừa mà cũng không còn nhỏ nữa, chúng ta là hộ doanh nghiệp. Thì cách thức, rồi luật pháp, rồi cách thức tiến hành thế nào thì chúng tôi mong muốn để một hiệp hội chúng ta đại diện cho toàn bộ doanh nghiệp của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì tôi nghĩ như vậy nó tạo ra sự đồng thuận, chia sẻ và có sự hỗ trợ với nhau tốt hơn. Đó là việc thứ nhất. Và như vậy qua một năm 23, chúng ta đã vượt qua những thách thức, vượt qua cơn gió ngược và chúng ta đã thành công trong phạm vi và điều kiện cụ thể. Đây là điều mà hôm nay chúng tôi đang có mặt ở đây với mục đích là tôn vinh, chúc mừng và tất cả các chị làm doanh nghiệp có quyền tự hào cho kết quả đạt được của 2023. Tôi xin chúc mừng tất cả các chị. Là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc mọi thành phần kinh tế của Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có sự phát triển mạnh trong năm 2023. Hàng loạt hoạt động đã được Hiệp hội triển khai có hiệu quả. Hiệp hội đã thành lập hai chi hội đầu tiên tại huyện Châu Đức và huyện Long Điền, chuẩn bị xúc tiến thành lập chi hội tại thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu. Trong năm đã phát triển thêm 150 hội viên mới, bằng 1/3 so với số hội viên trước đây. Hiệp hội tổ chức nhiều chương trình kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại hàng tháng. Đặc biệt, Hiệp hội tham gia ngày càng mạnh mẽ vào các hoạt động, đóng góp về cơ chế, chính sách quản lý, điều hành kinh tế. Những hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm 2024 sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp hội viên thông qua các hoạt động như bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, kết nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, với các cơ quan hữu quan, đặc biệt là thuế và ngân hàng, đào tạo, nâng cao kiến thức kinh doanh hiện đại cũng như kiến thức pháp luật kinh tế cho doanh nghiệp, và đặc biệt là cùng hợp sức hỗ trợ doanh nghiệp hội viên nâng tầm doanh nghiệp, cùng đoàn kết tạo nên sức mạnh vươn ra biển lớn. Vâng, như Bí thư tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đã kỳ vọng,
mỗi doanh nghiệp đều có cơ hội và cần phải tận dụng cơ hội để phát triển, để nâng tầm. Chỉ như thế mới tạo nên sức mạnh và đưa Việt Nam nói chung và Bà Rịa Vũng Tàu cất cánh trong tương lai. Và điều này cũng là tâm huyết của nhà nước Việt Nam thông qua nghị quyết 41 do Bộ Chính trị ban hành cuối năm 2023 với mong muốn xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Và đó cũng là nội dung chúng tôi muốn phân tích trong tiểu mục Chính sách và thị trường dưới đây. Nghị quyết 41 ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về việc xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới là văn bản thay thế cho hơn 10 năm thực hiện nghị quyết số 09 năm 2011 của Bộ Chính trị khóa 11 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đứng trước những vận mệnh mới của đất nước, mục tiêu phát triển doanh nhân trong thời kỳ mới này không chỉ lớn mạnh về số lượng, chất lượng, mà doanh nhân còn phải có tầm nhìn, trí tuệ, đạo đức, năng động, sáng tạo và nhiều trách nhiệm khác đối với cộng đồng xã hội, với đất nước. Một trong những giải pháp cụ thể được đặt ra chính là phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, ngang tầm mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Xây dựng đội ngũ doanh nhân trở thành cái đội ngũ nòng cốt cho cái sự phát triển kinh tế của đất nước là một cái điểm mà tôi rất là phấn khởi. Bởi vì có thể nói rằng trong cái thời gian vừa qua thì Đảng, Nhà nước cũng như hệ thống chính trị đã thấy cái tầm quan trọng của cái cộng đồng doanh nhân, và trong nghị quyết này cũng nâng cao cái tầm và xây dựng một cái đội ngũ doanh nhân để xứng tầm với sự phát triển kinh tế quốc gia. Tôi mong muốn rằng các cấp Đảng, chính quyền và các cái tổ chức chính trị của thành phố Vũng Tàu nói riêng cũng như tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói chung cũng sớm nắm bắt, phát triển cũng như là triển khai cái nghị quyết 41 để cộng đồng doanh nhân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sớm được hưởng những cái chính sách, những cái kỳ vọng mà nghị quyết 41 đã đưa ra. Hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 22.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, trong số này chỉ có khoảng 12.000 doanh nghiệp thực tế hoạt động, có đóng góp đối với ngân sách nhà nước, tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Sự đóng góp tích cực của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp là một sức mạnh góp phần đưa kinh tế của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tăng trưởng trong những năm qua. Riêng trong năm 2023, có 1.853 doanh nghiệp thành lập mới và 886 doanh nghiệp quay trở lại thương trường sau thời gian ngừng hoạt động. Nhưng cũng có 996 doanh nghiệp giải thể hoặc tạm ngưng hoạt động. Điều này cho thấy sự chuyển động không ngừng trong lực lượng doanh nghiệp, doanh nhân. Chỉ khi doanh nghiệp có đủ tầm, đủ sức mạnh thì mới bám trụ được trong giai đoạn khó khăn nhất này. Doanh nhân là một lực lượng rất là quan trọng trong cái việc phát triển về kinh tế cũng như là đảm bảo cái đời sống của người dân cũng như an ninh trật tự xã hội. Trong cái thời điểm hiện tại thì cái vai trò đấy nó càng thể hiện rất là rõ. Bước qua một năm mới đầy khó khăn, đầy thử thách sẽ là một cái cơ hội để doanh nghiệp bứt phá và phát triển hơn nữa, tạo nhiều công ăn việc làm hơn và cũng như là kinh tế xã hội của tỉnh được phát triển thêm. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng quy mô, nâng cao sức cạnh tranh, năng lực sản xuất là một chủ trương lớn của nhà nước trong những năm qua. Biến doanh nghiệp siêu nhỏ thành doanh nghiệp nhỏ, biến doanh nghiệp nhỏ thành lớn hơn là những bước đi thận trọng của doanh nghiệp dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn và kinh tế xanh. Trong đó, khuyến khích hộ kinh doanh cá thể đủ điều kiện chuyển đổi thành doanh nghiệp đã được triển khai rộng khắp và được nhiều doanh nghiệp tham gia hưởng ứng. Từ hộ gia đình chúng tôi đã lên công ty vào đầu năm nay, thì chúng tôi mong muốn là phục vụ khách hàng được tốt hơn về việc xuất hóa đơn và cái lượng cung ứng ra ngoài thị trường cho các đơn vị được nhanh hơn, tốt hơn, các dịch vụ của mình nhanh chóng. Nâng tầm doanh nghiệp bao gồm nâng cao năng lực về tài chính, phát triển thị trường, tăng quy mô hoạt động. Điều này doanh nghiệp nào cũng mong muốn. Vấn đề là giải pháp thế nào để nâng tầm doanh nghiệp và chính bản thân doanh nghiệp có nhiều sáng kiến để cùng nhau tạo nên một sức mạnh lớn hơn. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa là một tổ chức đang phát triển mạnh mục tiêu nâng tầm doanh nghiệp. Hiệp hội đặt ra sứ mạng phải đem đến những giá trị lớn cho hội viên và xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại là một hoạt động nhằm vào mục đích giúp doanh nghiệp phát triển thị trường, từ đó gia tăng năng lực cho doanh nghiệp.
Ban xúc tiến thương mại Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ Vừa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục tập trung vào một số các cái nội dung quan trọng, như là thứ nhất là tạo cái liên kết vùng địa lý, đặc biệt là tạo liên kết với các cái địa phương đã thành lập chi hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, kết nối giữa các cái nhóm ngành nghề trong Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa với nhau, tạo cái chuỗi giá trị liên kết, chuỗi giá trị sản xuất để hỗ trợ cung ứng sản xuất, cung ứng các cái sản phẩm của các doanh nghiệp ra thị trường. Một sáng kiến được hội viên hiệp hội đưa ra đó là dồn lực cho nhau để phát triển. Tất cả hiệp hội cùng tập trung hỗ trợ một nhóm doanh nghiệp đang có động lực tăng trưởng về mọi mặt, vốn, nhân sự, thị trường. Năm sau lại tiếp tục một nhóm doanh nghiệp khác. Như thế các doanh nghiệp sẽ có cơ hội cộng hưởng để đưa mình lên một nấc thang mới trong nỗ lực biến nhỏ thành vừa. Các hiệp hội thì nên có một cái kế hoạch để phát triển bằng cách là chúng ta sẽ đầu tư bằng tất cả các nguồn lực. Nguồn lực ở đây là chúng ta hỗ trợ một vài điển hình doanh nghiệp để họ phát triển từ một doanh nghiệp siêu nhỏ thành doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp lớn. Xây dựng doanh nghiệp đó từ bước đầu, từ hỗ trợ từ thương hiệu cho đến sản phẩm, lan tỏa làm sao đến trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh bạn biết được đến cái sản phẩm và mong muốn là chúng ta dùng sản phẩm của nhau, đấy, lan tỏa và dùng sản phẩm của nhau. Thì từ đó thì cái cơ hội phát triển của doanh nghiệp siêu nhỏ thành doanh nghiệp nhỏ sẽ phát triển rất là tốt. Thưa quý vị, nâng tầm doanh nghiệp là mong muốn của mọi doanh nghiệp và cũng là điều bắt buộc khi doanh nghiệp tham gia nền kinh tế hiện đại. Và những chính sách quản lý điều hành nền kinh tế hướng về doanh nghiệp có đến được với doanh nghiệp hay không, có tạo thành điểm tựa cho doanh nghiệp trong quá trình tăng trưởng hay không, và có được doanh nghiệp phản hồi tích cực hay không là một trong những yêu cầu trong tình hình mới. Đó cũng là một nội dung của nghị quyết 41 và chúng tôi sẽ đề cập đến chủ đề này trong chương trình Kinh tế và Hội nhập tuần sau. Kính mời quý vị đón xem cũng trong khung giờ này và trân trọng kính chào quý vị khán giả.